Kính mẹ, cha với mẹ là thuyền bát nhã của thời nay, trong kinh sấm nói vậy đó. Đó là người thờ cha kính mẹ thì để được qua cái nạn, cái tai, cái đói, cái chiến tranh, cái bệnh tật, rồi còn thiên tai lũ lụt nữa. Thờ cha kính mẹ, đọc kinh, ngồi thiền, đó là chủ yếu. Chẳng chút làm nói xuống không có thành kiểu này, không có nói ăn năn gì được hết. Việt Nam thì Kiệt đã nói clip trước rồi, Kiệt nói mang tang vậy đó thì quý vị sợ xin lỗi. Nhưng mà thật sự cái tâm Kiệt nói để mình chuẩn bị tốt còn hơn là không có chuẩn bị. Và mọi người phải hiểu là nước mình là đang có cái nạn, đang có cái nghiệp phải trả. Muốn trả kiểu nào, trả một như kiểu Ukraine nó tan nát hết hay trả kiểu nhẹ nhàng, thì Kiệt lên đây Kiệt báo động để quý vị tự biết lo cho gia đình, cho vợ, cho con, cho cái địa vị của mình, cái tài sản của mình, thì mình phải quay đầu với cha mẹ, phải khấn trời khấn Phật. Đó là mục đích như vậy, chứ không phải Kiệt nói để quý vị sợ rồi không có biết cách giải quyết. Cách cách mà hay nhất thì là những gì chuyện nói mong nó đừng có xảy ra, nhưng mà nó sẽ xảy ra. Cũng giống như bây giờ ông Trump đã quay lại, cục thế của Mỹ bây giờ trục kia chọi với đồng minh, thì ông Trạng Trình ngày xưa nói bây giờ trục thì nghe Trung Cộng, thêm mấy cái nước lon ton nhỏ nhỏ sau lưng nữa, không có nhiêu hết. Còn đồng minh thì quá nhiều, 40-50 nước trên thế giới, cả NATO đều có, đều ủng hộ Ukraine hết. Nãy giờ quên hỏi quý vị, không biết âm thanh có nghe được không ta? Âm thanh có nghe được không gì? Vậy là trả lời dùm, không biết âm thanh có nghe được không? Nói hồi không không nghe chữ nào hết. Nghe nghe rõ. Phan Thiên Phan 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 Khiết Thanh, cảm ơn Phan Khiết Thanh. Chụp kia chọi với đồng minh, hôm nay là đồng minh đã đoàn kết. Cái thế giới thời đại ngày nay là con người sống không phải là sức mạnh hay là mưu mô tính toán, mà là tình thương. Chỉ có tình thương mới chiến thắng được tất cả. Thì mình nhìn cũng thấy nè, từ con voi bây giờ sắp thua rồi nghe, voi là nghe sắp thua, con chuột sẽ thắng, rồi mai mốt hết con voi rồi tới con gấu mai mốt sẽ thua con thỏ là Đài Loan này nghe. Đó. Thì chuyện đời nó ngộ vậy đó, nhưng mà sẽ cái không có ai ngờ được. Chỉ có ở bề trên á, là đã cơ vận đi hình nghìn năm, Kiệt thường nói cơ vận không bao giờ sai. Còn nói riêng về nước mình, tới ngày hôm nay cũng trở lại câu của ngài Trần Trình sư phụ ngày xưa nói là trục kia chọi với đồng minh. Mình giờ mình nói để mà cho nó dễ hiểu, bây giờ là đậu trắng ra đậu trắng, đậu đen ra đậu đen, phải lựa ra hai bên. Cả mấy ngày nay ở bên mình cũng đang lựa đậu á, lưỡng cực, rồi sau đó mới cái gì tứ tượng rồi bát quái gì đó. Đó nó sẽ có mấy cái đó, tất cả đều là cơ vận hết, không có ai cãi được bề trên hết, cũng không có ai mà kéo tay hoài với trên nữa. Tại trên thương mình, không có muốn cho một hàng người lì lợm mà lại cả đống người phải chết oan theo. Cho nên mọi cách phải xoay chuyển chậm.